Xin chào Thanh Ái và Quyết Thắng. Chào mừng các bạn đã đến với Dragon City. Mình là Quân Toriko. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy sức khỏe. Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ video cho mình. Ở đợt video trước của mình đã đạt được lượt view là trên 200. Đối với mình, đó là một niềm hạnh phúc không có lời nào để diễn tả xiết ngoài việc chân thành cảm ơn các bạn. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm game một cách bình dị, gọi là bình dân trong Dragon City. Thì trước hết chúng ta hãy quay trở lại với cuộc đua Heroic. Cuộc đua của chúng ta đã đến những hồi kết căng thẳng và nghẹt thở. Còn chỉ với 3 ngày mình đã từ lớp 15 lên lớp 19 và thời gian còn lại chỉ là 2 ngày nữa thôi, thì chúng ta sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng giá trị, đó là một con rồng Heroic, hoặc là những bạn nào đạt những mức hạng thì sẽ nhận được những con rồng khác như là Legend Epic và Very Rush. Mình cũng mong các bạn sẽ nhận được phần thưởng cao nhất trong cuộc đua này. Thì nhiều bạn có thắc mắc là tại sao trong thời gian ngắn, nếu tính luôn cả thời gian hồi build, thì làm sao mình có thể lên được lắp cao như vậy? Ở đây mình cũng sẽ giải thích luôn là ngoài việc mình liên tục đợi thời gian hồi bua của các item bình thường. Đấy. Thì đối với nhiệm vụ fighting là nhiệm vụ chiến đấu có biểu tượng hình răng nanh, mình đã bỏ qua lượt đấu cuối cùng, cũng là lượt đấu có thời gian chờ lâu nhất, trung bình mỗi lắp mỗi lần thì tốn 3 game. Nhưng mà hầu như thì từ lắp 5, lắp 7 trở lên đến những lắp cao hơn thì hầu như lắp nào cũng có nhiệm vụ fighting. Và ngoài ra thì mình còn áp dụng lượt quay miễn phí. Đó chính là khi các bạn có lượt quay miễn phí, các bạn hãy để dành đến sự kiện đến nhiệm vụ có thu thập răng nanh là fighting. Các bạn hãy làm các event đi kèm với nó, ví dụ như là thu thập vàng hay là thu thập trái cây, rồi sau đó khi chỉ còn lại một mình biểu tượng thu thập răng nanh thì các bạn hãy quay. Trung bình chúng ta sẽ quay được tầm 2 item, nếu may mắn chúng ta sẽ quay được 5 item. Như thế chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoảng thời gian rất dài và có thể đạt được những lắp cao hơn. Rồi, như nếu các bạn để ý trên màn hình của mình thì ở video trước số game của mình là 83, thì hiện tại mình đang có 90 game. Thực tế thì để lên lắp 15, từ lắp 15 lên lắp 19 mình đã phải tốn 12 game cho mỗi lượt cuối ở nhiệm vụ fighting. Tuy nhiên nhờ vào cách áp dụng kiếm game bình dân thì lượng game của mình đã tăng lên một cách đáng kể và còn được bảo đảm. Và đây cũng là chủ đề trong video ngày hôm nay. Thì đối với những bạn cày chai như mình, chúng ta có hai cách kiếm game. Cách một là kiếm game bình dân và cách hai là làm tab trên đảo quảng cáo. Thì kiếm game bình dân là gì? Là số game mà mình trực tiếp kiếm được thông qua trò chơi, mà thực chất đây là quá trình chúng ta tổng hợp các hoạt động thu thập game. Nhưng mà nếu có định hướng và kế hoạch sẽ giúp chúng ta tối ưu hóa số game kiếm được đủ để phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu như là nâng cấp nhà áp chấn, hay là mở hòn đảo trên trời, hoặc là mở các vùng đất khác. Ở đây mình đã mở được 3 hòn đảo khác rồi. Và cũng như có một lượng game đủ để tham gia cuộc đua đô lát giống như mình. Rồi, vậy kiếm game thông qua tab là gì? Thì nếu bạn nào quan tâm, ở cuối clip mình sẽ nói sơ qua về cách này. Tuy nhiên thì mình cũng chỉ là nghiên cứu thôi, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nên nếu có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua. Quay lại vấn đề chính, chính là hướng dẫn cách kiếm game bình dân trong Dragon City. Trước hết, chúng ta phải nắm rõ các nguyên tắc. Có hai nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên chính là thu thập game. Là khi kiếm game,
song song với việc chúng ta chơi và phát triển hòn đảo, tham gia sự kiện như bình thường. Thì quá trình chúng ta chơi cũng là quá trình tích lũy game. Như thế chúng ta có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh mà không cần phải lo lắng. Và yếu tố quan trọng nhất trong nguyên tắc 1 này đó chính là sự nhẫn nại. Bởi vì đây là cách kiếm game từ từ và yêu cầu liên kết giữa các hoạt động thu thập game, nên các bạn cần phải kiên nhẫn, nhẫn nại thì mới có thể đạt được hiệu quả cao. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai chính là sử dụng game. Là chúng ta sử dụng game cần có mục đích rõ ràng, biết tận dụng, nắm bắt thời cơ và không sử dụng game tiêu xài, phung phí, bừa bãi. Ở đây thời cơ mà mình nhắc đến, ví dụ như là khi chúng ta muốn nâng cấp nhà ấp thì chúng ta hãy đợi những đợt giảm giá 20%, chúng ta hãy mua. Thì khi đó sẽ giảm được một số lượng game nhất định. Và cũng như là khi mở sang các hòn đảo khác thì hãy chờ. Trung bình là từ 1 đến 2 tuần sẽ có event là giảm giá khi mở đảo. Thì ví dụ như là ở đây khi chưa có sự kiện thì mình cần 125 game để mở hòn đảo này. Nhưng mà nếu có giảm giá thì lượng game sẽ giảm. Theo mình thì chắc khoảng tầm tầm 100 hay là 110 gì đó. Nhưng mà nói chung là giảm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đó chính là cách nắm bắt thời cơ. Cũng như là việc chúng ta sẽ nắm bắt thời gian hồi game mỗi ngày, là ở đó mình sẽ giải thích sau. Và cũng như là không sử dụng phung phí bừa bãi, như là không dùng game trong thời gian mình có thể chờ. Ví dụ như khi chúng ta lai rồng, dù không biết là thành công hay thất bại thì cũng không nên dùng game. Hay là ấp rồng thì hãy cứ để cho, không nhất thiết chúng ta phải sử dụng game, hãy cứ để cho con rồng được lai và được ấp theo lẽ tự nhiên. Khi đó các bạn sẽ cảm nhận được sự thú vị và niềm vui mà chú rồng nhỏ của các bạn mang lại sau một khoảng thời gian hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Thì tiếp theo là không dùng game để mua thức ăn. Lượng game để mua thức ăn khá là lớn. Tuy nhiên thức ăn dù có những đợt sẽ có những đợt là giảm giá và tăng đến x4, nhưng mà chung quy lại thì khi chúng ta ở những level cao trong các đợt sự kiện hay là từ nhà sản xuất, chúng ta sẽ có được một lượng trái cây, thức ăn lớn mà không nhất thiết phải mua trái cây bằng game. Hơn nữa không có hợp với phong cách là sử dụng game, kiếm game một cách bình dân mà mình đã nhắc đến. Và điều đặc biệt là không dùng game để chờ mua rồng. Như các bạn đã thấy, những con rồng trên đảo mình đã xúc hết, và kể cả những con rồng trong các đợt giảm giá thì mình vẫn không có ý định mua. Bởi vì sao? Bởi vì trên mặt lý thuyết, những con rồng cấp legend mạnh hơn là rồng Mythic, thì Mythic toàn chỉ được bán với tiền mặt. Còn với ngọc thì là những con rồng hệ legend bình thường hoặc là hơn như thế một chút. Nhưng mà theo mình thì trong các đợt sự kiện, từ từ các bạn sẽ có những con rồng mạnh, và cũng không nhất thiết là phải chờ mua rồng, trong khi số game mua rồng nó quá lớn. Sử dụng số game này chúng ta có thể làm được nhiều điều bổ ích, như là nâng cấp nhà ấp, mở hòn đảo, hay là tham gia vào cuộc đua đô lách để giành chú rồng mạnh hơn là rồng Herrick. Đó là về phần nguyên tắc 2. Và yếu tố quan trọng nhất trong nguyên tắc 2 chính là tiết kiệm. Được rồi, thông qua hai quy tắc. Nguyên tắc 1 đó là quan trọng nhất là nhẫn nại, và nguyên tắc 2 quan trọng nhất là tiết kiệm. Khi đã nắm rõ hai nguyên tắc này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu triển khai phương pháp kiếm game bình dân trong Dragon City. Ở đây cách thức thực hiện đó chính là chúng ta liên kết tất cả các hoạt động thu thập, thu nhập,
có thêm game và cũng như là kiếm được game. Ở đây mình sẽ liệt kê những hoạt động đó. Hoạt động đầu tiên là đăng nhập mỗi ngày. Đối với những bạn mới chơi thì 14 ngày đăng nhập đầu tiên sẽ mang đến một lượng game rất lớn. Còn đối với những bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ đăng nhập 14 ngày thì chúng ta hãy qua với nhiệm vụ đăng nhập tháng, cũng như là khi hết tháng hoặc là khi hết tuần sẽ kiếm được một lượng game cũng rất là nhiều. Đó là về hoạt động 1. Hoạt động 2 chính là chúng ta xem quảng cáo trên đảo Freebie. Thì trung bình khi có sự kiện ngoài lề hay có sự kiện liên quan tới game thì chúng ta được khoảng là 2 game hoặc là nhiều hơn. Và sau một khoảng thời gian nhất định, có thể là 8 giờ, sẽ được xem tiếp. Ở đây mình cũng có nhiều bạn hỏi mình là làm sao để có được hòn đảo Freebie này. Thì các bạn hãy yên tâm, vì trung bình chúng ta cứ chơi tầm 15 đến 20 ngày sẽ xuất hiện hòn đảo, hoặc chậm thì tầm hơn 1 tháng. Và hòn đảo thường xuất hiện chung với sự kiện có liên quan đến thu thập mảnh hay là đại loại như vậy. Ở nick của mình thì thời gian xuất hiện của hòn đảo cũng hơn 1 tháng. Và các bạn yên tâm, đừng lo lắng, hãy cứ chơi như bình thường, hòn đảo sẽ mỉm cười với các bạn. Và những bạn nào chưa có hòn đảo thì chúc các bạn sớm có hòn đảo và tận hưởng những phút giây xem quảng cáo cũng như là những phần quà hấp dẫn mà hòn đảo mang lại cho chúng ta. Như thế, đảo Freebie hoạt động thứ hai sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều game. Đến với hoạt động thứ ba là xây tháp. Tháp ở đây mình đề cập đến là tháp game có tên gọi là Strandland Tower. Thì đối với tháp này, mỗi ngày sẽ cung cấp chúng ta một game, và cứ sau 24 tiếng chúng ta lại có thêm một game. Thì tuy rằng một game nhưng mà đôi lúc rất là cần thiết. Và nếu một lời khuyên là nếu bạn nào đã có tháp game rồi thì hãy canh thời gian sớm nhất để vào thu hoạch. Cũng như là nếu bạn nào chưa có thì hãy cố gắng cho những con rồng của mình đi lấy kinh để có thể xây lên. Và thời gian cũng không lâu lắm đâu, nhưng mà rất là có ích. Ở đây chính là hoạt động thứ ba. Rồi, chúng ta lên tới hoạt động tiếp đến là hoạt động thứ 4. Cũng là một hoạt động rất là quan trọng, đó chính là lên level, lên cấp. Thì khi chúng ta lên level, đặc biệt chú ý là ở những level tròn trục như là level 10, level 20, level 30, 40 hay 50 chẳng hạn, thì lượng game được tặng sẽ rất nhiều, khoảng 10 game. Và ở những level cao hơn thì cứ mỗi cấp sẽ nhận được tầm 3 game hay thậm chí là hơn. Vậy thì làm cách nào để tăng level một cách nhanh chóng? Thì ở đây mình cũng sẽ trả lời luôn là chúng ta hãy xây những môi trường có lượng kinh nghiệm lớn và thời gian ngắn. Điển hình là từ môi trường thép trở đi. Khi xây môi trường thép, chúng ta sẽ nhận được ngay lập tức 100 điểm XP, có nghĩa là điểm kinh nghiệm. Đấy. Và đối với những môi trường như là băng và thép thì khi xây yêu cầu là có sự giúp đỡ của những người bạn. Thì ở đây các bạn đừng ngại, hãy kết bạn Facebook với những người bạn của mình để có thể nhận được sự giúp đỡ. Nếu cũng ví dụ như các bạn kết bạn với mình thì những nhiệm vụ, những yêu cầu giúp đỡ như vậy, mình sẽ nhiệt tình giúp đỡ hết mình. Vì ví dụ như là có nhiều bạn đã gửi yêu cầu cho mình, vì mình cũng sẽ thực hiện luôn các yêu cầu này. Thì làm như thế chúng ta sẽ tiết kiệm được một rất nhiều game, cũng là nằm trong phần nguyên tắc 2. Và ngoài việc nếu các bạn cảm thấy rằng khi xây môi trường rất là
tốn vàng. Thì các bạn có thể dùng một cách như là các bạn xây xong môi trường đó rồi hãy bán đi rồi xây lại, như thế thì lượng vàng của chúng ta sẽ trở lại, đỡ tiết kiệm vàng hơn. Cũng như là hãy nâng cấp môi trường là quá trình có thể giúp chúng ta có được rất nhiều điểm XP kinh nghiệm và lên cấp một cách nhanh chóng, đặc biệt là những bạn nào đã mở khóa được tới môi trường là môi trường ánh sáng thì chúng ta có thể lên cấp một cách rất là nhanh chóng bằng cách xây thật nhiều môi trường này. Nếu không đủ vàng thì cứ xây xong rồi bán, như thế level chúng ta sẽ được tăng cao và lượng game kiếm được cũng tăng một cách chóng mặt. Và đến với hoạt động thứ năm là một hoạt động thiết yếu, đó chính là thu thập mảnh ghép trong bộ sưu tập rồng. Đây, ở phần phía trên chúng ta có rất nhiều bộ sưu tập rồng, và để làm hoạt động này chúng ta hãy like cho like hoặc là sở hữu những con rồng mà bộ thẻ yêu cầu quy định, thì khi thu thập đủ mình sẽ nhận được con rồng ở phía trên và cũng như là rất nhiều game. Và ở con rồng này thì còn nhận thêm được một bịch select, khi mở bịch select ra bên trong còn có khoảng 5 đến 8 game, rất là thú vị phải không nào. Đặc biệt ở nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ thu thập mảnh ghép này thì ở phía dưới đây chính là hoạt động thu thập tinh tinh. Rất đơn giản, chính là chúng ta hãy đấu từ hạng của môi trường đất lên hạng của môi trường ánh sáng, thu thập đủ 9 con rồng biểu tượng cho môi trường đó thì chúng ta sẽ mở khóa được tinh tinh. Và bật mí với các bạn là khi mở khóa được tinh tinh chúng ta nhận được 30 game. Wow, một số game rất lớn. Và đây là con tinh tinh của mình. Tinh của mình thì đã cấp 25 và mình đã nâng một số skill của nó. Rồi, đó là hoạt động thứ 5. Và đó là hoạt động thứ 5. Giờ chúng ta đến với hoạt động thứ 6, chính là kiếm game ở trong Battle Language. Thì ở trong hoạt động này, đối mặt với 8 đối thủ, mình sẽ chinh phục được 3 game. Và điều lưu ý khi tham gia hoạt động này đó chính là khi chúng ta đánh chúng ta phải đánh hết dòng thì mới được hồi lực mới. Và đặc biệt là các bạn hãy tìm những đối thủ mà các bạn nghĩ là các bạn sẽ gặp khó khăn. Thì để làm gì? Để chúng ta nhắm. Khi gặp một đội hình khó, có hai hướng giải quyết, đó chính là tùy thuộc vào những con rồng của bạn, bạn nhắm xem có đánh bại được những con rồng của đối thủ hay không. Còn nếu không thì nhanh chóng chính là hãy reset lại để gặp những đối thủ dễ ăn hơn. Không nên để phí lượt đối với những đối thủ mà quá mạnh so với bản thân. Mặc dù thì ở trong đấu language này chúng ta có một hỗ trợ, đó chính là khi con rồng cuối cùng ngã xuống sẽ có một lần được hồi sinh, nhưng mà nếu nhắm đánh không lại thì hãy bấm nút reset ở đối thủ ở bên góc trái màn hình ở phía dưới. Hoạt động này cũng góp phần cung cấp cho chúng ta rất nhiều game, vì trung bình thì cứ 3 lần hồi lượt đánh sẽ qua được một vòng, và một vòng thì có 3 game. Cứ thế canh khoảng tầm 7 tới 8 tiếng vào một lần thì như thế sẽ tối ưu hóa được lượng game có được từ
việc là tham gia Battle Language. Và đó cũng là hoạt động thứ 6. Đến với hoạt động thứ 7, chính là thu thập game qua quá trình đánh hạng, hay nói khác là đánh Arena. Chúng ta có rất nhiều mức Arena khác nhau, từ môi trường đất lên đến môi trường Legend huyền thoại và những bậc rank ở phía trên. Thì cứ mỗi môi trường sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là chúng ta sẽ nhận được con rồng biểu tượng cho mức rank đó, với một lượng game và trái cây và vàng lớn. Và khi qua được số, đạt được số cúp yêu cầu, qua được giai đoạn thứ hai sẽ tiếp tục nhận được game, trái cây và vàng, thậm chí là nhiều hơn. Cứ như thế, tham gia đánh hạng chính là một phần trong quá trình thu thập game bình dân đối với những người cày chay như chúng ta. Và có một số mẹo như sau là: khi mình đã có đầy dòng cây năng lượng mà gặp đối thủ khó nhai, khi mà phải gặp tình huống là muốn chuyển đối thủ phải mất một ngọc, thì chúng ta sẽ điều chỉnh những con rồng của mình cách vào những con rồng chủ lực, lấy những con rồng yếu nhất. Vì chúng ta đã xác định là thua rồi nên cứ lấy những con rồng yếu nhất. Đây, ví dụ như vậy. Xong rồi chúng ta chiến đấu. Và khi chúng ta đánh thua thì đối thủ sẽ được, mình sẽ được 3 lần red lại đối thủ. Và nếu tính toán, khi thua lượng cúp bị trừ đi chỉ ít hơn cái lượng cúp mình nhận vào. Thay vào đó, khi mình thua một trận nhưng mình có thể ăn lại 2-3 trận thì hoàn toàn xứng đáng. Còn nếu không thì các bạn có thể chờ một khoảng thời gian rất lâu để có thể red lại một đối thủ khác. Và khi đánh hạng, các bạn hãy để ý phần ở phía trên chính là phần luật, nắm rõ luật và chuẩn bị những con rồng. Ở một số vòng thì nó bắt yêu cầu là phải sử dụng rồng có hệ của môi trường đó, như là ở môi trường bóng tối, môi trường ánh sáng, môi trường World chiến tranh và cả những môi trường khác. Thì hãy chuẩn bị lượng rồng của mình thật là phong phú. Và sẵn đây mình cũng sẽ cho các bạn xem đội hình dàn rồng của mình. Thì mình cũng chỉ vừa mới chơi thôi, nhưng mà mình đã đạt được là mức rank Legend 2. Và hy vọng mình sẽ tiếp tục lên rank nữa. Ở vị trí đầu là con rồng 33, mình đặt tên là KK, mình có được trong sự kiện mở đảo. Ở vị trí thứ hai là con rồng Neo Hanzo, mình đặt tên là Toriko, mình có được ở sự kiện Sushi. Và kỹ năng của nó với mức sát thương rất cao. Và nói thêm nữa là con rồng đầu tiên của mình là rồng KK, nó thuộc vào rồng Mythic. Và ở vị trí thứ ba là con rồng mình đặt tên là Cuốn Chiên, thuộc hạng Epic nhưng mà rất mạnh. Và tiếp đến là những con rồng mình đã có được trong các đợt sự kiện, như hay là thu thập thẻ như là Tinh Tinh, sự kiện như là rồng bánh kem, like được như là Apocalypse và một số con rồng khác, những con rồng mình lấy được ở hạng rank nhưng mình vẫn không sử dụng nhiều. Nói chung là vậy, khi các bạn chơi đến một cấp độ cao thì sẽ nhận được rất nhiều từ những sự kiện, sẽ có được những con rồng rất là giá trị, nên mình khuyên các bạn là không nên dùng ngọc để chờ mua các con rồng, vì đến lúc ấy thì rồng của bạn cũng không thua kém gì những con rồng được rao bán cũng như là những con rồng được giảm giá. Hơn nữa lại tiết kiệm được ngọc phù hợp với phong cách là kiếm ngọc một cách bình dân. Và đến với hoạt động cuối cùng, chính là hoạt động thứ 8, chính là tham gia các đợt sự kiện. Sự kiện đua lắp của chúng ta cũng là một sự kiện trong số đó. Mặc dù đua lắp tiêu rất là ngọc, rất là nhiều game, nhưng mà ở lắp thứ 4 chúng ta nhận được 15 game. Hay chẳng hạn như là trong những các đợt sự kiện trước, các bạn nào còn nhớ sự kiện tháp băng không nào? Thì khi chúng ta di chuyển lên tháp băng, có gặp chướng ngại vật và cũng trong những số lượt đi đó, đâu đó thấp thoáng là những ô chứa game. Và những ô chứa game đặc biệt có thể lên đến 16 hoặc 18 game. Như vậy suy ra từ các sự kiện thích hợp, chúng ta vẫn có thể kiếm được rất nhiều game.
và càng ngày sẽ có rất nhiều hoạt động mới. Như mình đã nói, The Dragon City là một tựa game rất là phong phú. Cứ hết sự kiện này sẽ có sự kiện mới, và nếu chăm chỉ cày sự kiện thì sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Và trên đây mình đã tổng hợp tất cả 8 phương pháp, là 8 hoạt động, với các bạn hãy áp dụng với nguyên tắc là thu thập game và sử dụng game sẽ tạo nên một vòng tuần hoàn, tối ưu hóa lượng game có được và số game đã tiêu, tạo thành phương pháp kiếm game bình dị mà ai cũng có thể áp dụng. Vậy là mình đã chia sẻ xong phương pháp kiếm game bình dị ở trong kiếm game bình dân đối với những người cày chay ở trong Dragon City. Thì mình cũng là người sử dụng phương pháp đó và cũng là một trong số đó. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhớ nhấn like và ủng hộ kênh cho mình để mình làm thêm nhiều video hay và bổ ích. Thì chưa vội dừng lại, như lời mình đã nói, sẽ là ở cuối phần video mình sẽ nói thêm về phần nhiệm vụ làm tắp. Thì nhiệm vụ làm tắp là gì? Đó là kiếm game qua tắp, chính là thông qua hòn đảo trong The Grand City, hay nói cách khác là đảo quảng cáo, để nhận nhiệm vụ trong game và có thể kiếm được nhanh chóng một lượng game nhất định. Tuy nhiên thì đòi hỏi và yêu cầu rất là sát sao, cũng như là tùy thuộc vào lượng game mà độ khó tăng lên. Thời gian cày game đó cũng rất là mệt mỏi và khó khăn. Và chuyên sâu một tí thì về phần làm tắp, kiếm ngọc bằng tắp này thì chúng ta phải tuân thủ 3 yêu cầu. Một là khi chọn hay tải trò chơi phải đọc rõ yêu cầu. Ví dụ như là yêu cầu của trò chơi này ở phía dưới, đó là Updash nhà chính lên level 14. Và trong đây vẫn có một số trò chơi bắt chúng ta nạp vào, thì hãy bỏ qua trò chơi ấy mà hãy chọn đến những trò chơi đơn giản, cũng như là chúng ta có thể thực hiện được cày trong thời gian giải trí hay là thời gian chúng ta off Dragon City, thì có thể kiếm được một lượng game lớn. Và yêu cầu thứ hai đó chính là khi tải game về sẽ có nút start là tính thời gian bắt đầu nhiệm vụ. Đây start là tính thời gian bắt đầu nhiệm vụ. Thì lưu ý một điều rằng mỗi game chỉ làm một nhiệm vụ, là nhiệm vụ đầu tiên khi các bạn nhận trong tab đó. Là ví dụ như các bạn đã chọn trò chơi Lost Mobile là tải trò chơi và đánh con rồng level 2 và đánh quái vật level 2, thì nếu các bạn không làm nhiệm vụ này thì xóa và tải lại. Khi muốn làm nhiệm vụ khác thì không làm nhiệm vụ này nữa, phải xóa, tải lại, chơi lại từ đầu. Không tính đối với cái nhiệm vụ nào mà mình cái nhiệm vụ nào mà trò chơi mình đã chơi trước đó rồi. Thì một điều nữa mà chúng ta cần lưu ý là trong quá trình chơi game, chúng ta cần phải liên kết với tài khoản mình đã sử dụng để chơi The Grand City. Đây là cách xác định mà nhà phát hành sẽ chuyển game vào. Và khi làm xong nhiệm vụ thì cũng có rất nhiều bạn không nhận được game, thì bởi vì yêu cầu ở trong tab này nó rất là sát sao, thì mình cũng chỉ mới có nghiên cứu sơ qua thôi, vẫn không nói trước được điều gì. Nhưng mà trên căn bản về mặt lý thuyết thì nó sẽ có 3 yêu cầu như vậy. Một là thực hiện yêu cầu của trò chơi. Hai là tính giờ làm trò chơi khi có nút start, và không được làm bỏ ngang cắt ngang mà phải làm từ đầu tới cuối. Và ba là trong quá trình chơi phải cần liên kết với tài khoản mình đã sử dụng để chơi Dragon City. Đó là chính là cách để kiếm ngọc qua tab. Nhưng mà theo mình nghĩ thì chúng ta cứ chơi bình thường, hãy áp dụng cách kiếm game bình dị, bình dân trong Dragon City mà mình đã hướng dẫn. Thì đây là lượt quay miễn phí, mình sẽ chờ cho đến nhiệm vụ thu thập răng fighting của lần sau thì mình sẽ sử dụng. Như thế chúng mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Được rồi, video của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu các bạn một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, và nhớ ủng hộ kênh cho mình. Mình sẽ cố gắng làm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.